Trầm Vũn Hưng phai tung kết ngọt ngào lại bị chê nhạt nhẽo. Sao chưa kết bad ending, kết buồn. Đầy đau thương thì ngày 7 tháng 9 vừa qua, Trầm Vũn Hưng phai đã tung thêm tập ngoại truyện với cái kết đẹp mỹ mãn. Ứng Uyên Thành Nghị và Nhân Đàm Dương Tử không hề bay màu, còn sống hạnh phúc bên nhau và có một tiểu bảo bối. Nhìn chung chúng tôi thấy ai ưa ngọt, thích kết happy ending, kết hạnh phúc thì đây chính là tập chân ái rồi. Tưởng cái kết ngọt ngào này đã làm khán giả của Trầm Vũn Hưng phai thực sự hài lòng, nhưng không, rõ ràng khi phim tung kết bad ending với màn bay màu toàn tập của nam nữ chính thì khóc thương ỉ ôi với đoàn làm phim, thậm chí còn manh động hơn đòi tỉnh sổ với biên kịch, đồng thời yêu cầu show cô phải thêm ngoại chuyện kết đẹp ngọt ngào cho Thành Nghị và Dương Tử bất chấp phải mất tiền. Tuy nhiên khi kết đẹp được tung ra thì khán giả lại chê rằng không thật, không ấn tượng và nhạt nhẽo. Ủa rồi người xem một thế nào mới sửa lòng đây? Thực tế theo chúng tôi thấy, với những bộ phim xác định ngược đến trầm kẽm như Trầm Vũn Hưng phai thì khán giả đã xác định sớm phim sẽ bad ending. Nhưng mà khi phim chiếu tập cuối vẫn không thể chấp nhận được rằng qua ba kiếp khổ đau mà Ứng Uyên Nhân Đàm vẫn chẳng thể về bên nhau, bởi vậy mà đòi kết happy ending. Nhưng thực sự sau khi xem tập 15 phút của Trầm Vũn Hưng phai, chúng tôi cảm giác như phim đang cố đấm ăn xôi, ráng nhét một cái kết ngọt ngào cho nam nữ chính vậy. Thực sự là hạnh phúc quá cũng cảm thấy hơi giả dối, có khi đây vẫn chỉ là giấc mơ của Ứng Uyên mà thôi. Coi qua bình luận của dân mạng, không ít ý kiến cho rằng kết ngọt ngào tuy tốt nhưng nhạt nhẽo. Chẳng thà bad ending bay màu cả đôi thì còn dây dứt còn nhiều phim mãi. Chữ ngọt còn thế này thì không ấn tượng. Một số còn cho rằng nếu như kết happy ending này được đưa vào tập chính có khi sẽ khác. Nhưng giờ là hai chiếc kết nên cái kết bad ending kia vẫn được lòng người xem hơn. Mặc dù bị cộng đồng mạng chê nhưng phần ngoại truyện của Trầm Vũn Hưng phai cũng giúp bộ phim có được thành tích mới, đã làm phá mốc nhiệt trên Deadwin. Theo chúng tôi thấy thành tích của bộ phim này tính đến nay là rất tốt rồi. Còn có đến hai cái kết nữa nên fan cũng thỏa sức mà xem theo ý mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.